Rồi, quán máy bãi thành phố Vĩnh Long chào mọi người nha. Thì đó, bữa nay lên thêm ba con Echo V501 nha. 5001 trồng bạc bích tông 45 ly 2 lá bạc nha mọi người. Mấy con này là 50cc nha. Thì dòng này khai thác là nó không có nóng tắc bậy nè. Đó, với lại nó mạnh vô cây, nó ăn mà nó nhạy nữa nha mọi người, không ăn xăng nha. Echo V Kirit V5001 nha mọi người. Thì số điện thoại em 0926784940 gần cầu Đường Chừa nha mọi người. Con này sinh năm 2005 nè. 49.3cc. À 45 ly nha mọi người. À, nặng 4.9 nha. Cực kỳ nhạy nổ, không ăn xăng, rất mạnh dành cho anh em khai thác gỗ và xả gỗ lớn nha. Thì nói chung là dòng này nó ra để nó đối đầu với mấy con Hu 353 mọi người. 353 thì được cái nó lẹ tua thôi, chứ cái độ bền với cái độ tải cây thì nó không lại hàng này đâu nha mọi người. Tại cái hàng này là nó 45 ly mà tới 2 lá bạc lần. Đó. Nhạy nổ, không nóng tắc bậy như mấy con Hu 353 nha mọi người. Đó. Thì con này có lam xích đầy đủ theo máy, nó lam bánh xe đầu nói nha mọi người. Con này thì em sẽ bán cho mọi người giá 4.3 triệu cả bộ nha, kèm phụ kiện luôn, 4.3 triệu. Đó. Thì nó nói chung là chung chung như vậy thì bán cho mọi người giá nó rẻ rẻ một tí. Còn mà nó đẹp hơn thì bán nó mắc một tí nha mọi người. 4.3 triệu. Con này là nòng bạc bê tông, nó chưa đóng khối luôn nha mọi người. Bạc còn đang mung luôn, không tật lỗi nha. Nè mọi người dòm cái chất nòng nó là biết rồi. Không có xài nhiều nha, tại vì nó bỏ bãi thì nó cấn với ma ba cái máy móc đồ, với lại nó chốc sơn hơi nhẹ một tí nè, thấy không? Đó. Thì con này sẽ là bán 4.3 triệu nha mọi người, làm xích phụ kiện đầy đủ, sơn 325 xịn nha, Oregon. Còn anh em cô chú nào mà nếu mà muốn mua đầu không á thì trừ lại cho em 500 nha, trừ lại 500 đầu không, không phụ kiện nha. Đó. Rồi thì bây giờ em vô cái tiếng nổ cho mọi người xem nha, không tật lỗi nha, nổ rất ok nha mọi người. Cái nào có gì thì em báo cho mọi người biết để mọi người khỏi mất công nha. Thắng còn nguyên nè, nhớt nhau ra ok nè, rất là mạnh nha, dây còn nguyên zin luôn nha anh em. Anti nó hơi lớn nha mọi người. Thì cái này quấn căn chỉnh lại sau nha. Chủ yếu là giật tiếng tát tiếng nổ cho mọi người xem nha. Thì con này nó xài chế Wambro. À, thì nguyên bản hết, chưa có xúc bình xăng con nha mọi người. Lọc gió siêu chống thấm luôn. Rồi đó. Thì con này thì con V5001 này thì quán sẽ đề là cái con số 1 nha. Rồi anh em có bên nó có tới 3 con lần. Thì con số 1 không tật lỗi, máy móc nguyên riêng, nòng bạc bê tông còn đang mung luôn nha mọi người, trắng phiếu, bạc còn đang mung luôn, đầu bê tông chưa đóng khối luôn nha. Đó thì mong báo chi tiết từng chi tiết cho mọi người nha, không tật lỗi nha. Tại vì quán có đóng cái chén với bố này ra đặng vô mở bò cái nhông heo á mọi người. Bởi vì quán không có nẹt lớn ra lớn nha. Nẹt ra lớn nó sẽ bung ra. Cái này có lam vô nó mới không bung nha mọi người. Có lam. Rồi mình đưa vô cây, mình cắn cây rồi nó sẽ không có văng bộ bố ra nha. Con này nói chung là quán nẹt cho có hình thức cho anh em cô chú mình thôi. Đó. Thì con này là 4.3 triệu cả bộ nha mọi người, kèm phụ kiện. Còn anh em nào mua đầu không thì trừ cho em 500 nha. Echo Kirit 5001 45 ly, xả gỗ và khai thác gỗ lớn nha. Đó. Rồi con số 1 V5001
giá 4,5 triệu. À, ba con này thì chỉ có một con giá tiền cao thôi nha mọi người, còn lại thì hai con nó sẽ trùng giá với nhau. Rồi anh em cô chú nào mà ưng con máy thì cứ việc nhắn cho Quán nha. Rồi Quán xin kết thúc video tại đây, đăng mình lên cái clip khác cho mọi người nha. Rồi chào mọi người.